Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào là chưa kênh của em thì các bác ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video, và các bạn ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất thường xuyên của em. Vì ngày nào hàng ngày em đều có video để tránh mất thời gian em đến vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì em có một cái cơn mọc vàng đầu chú nhỏ được sản xuất giai đoạn 1950-1960. Các bác nào ở gần Hà Nội thì có thể qua địa chỉ em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức tâm rằng là em sẽ gửi một phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí. Em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày. Chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó lại đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Hai càng khắc đảo chiều American Optical 1/10 12 kgf 5 1/2, rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết từng ly từng tí một. American Optical 1/10 12 kgf 5 1/2. Ở gầm cầu giữa này nó có chữ ao 1/10 12 kgf. Kính thì nguyên zin toàn bộ nha, độ mới con này khoảng 90%, và kính thì còn nguyên tiết đĩa, em để nguyên tức là để mộc đấy, không làm gì cả, không đánh, không vệ sinh. Đây, bác nhìn thấy những cái vết này gọi là tiết đĩa. Kính các bác để kính để lâu năm thấy rồi nó cũng lên tiết đĩa thôi. Mình muốn hết thì dùng kem đánh răng đánh qua đi là hết. Rất mới rất đẹp nhá. Cái này chỉ có hộp thôi nhưng không có bao. Và giá của nó là 20 triệu nhá. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác luôn luôn yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Giá là 20 triệu hay còn gọi là 20.000k. Về hình thức mua bán, các bác nào chuyển khoản bao ship, các bác nào chọn hình thức ship code hay còn gọi là giao hàng và thu tiền thì vui lòng là cọc 100k. Đó là quy định của bên em từ xưa đến nay là như thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả các ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng là đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng, cũng như đi giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, và em sẽ tư vấn cố vấn các bác chơi về đồ cổ đồ xưa, đã bao gồm đồng hồ, kính mút, nhẫn, mật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc lạ, đồ hiếm. Bác hiểu sâu hiểu rõ là lần sau các bác đi mua bán ở trong nước ngoài nước luôn luôn tự tin chiến thắng. Đó là cái giá trị rất lớn các bác nhận được. Mà sau khi các bác ra về thì em sẽ gọi cho xe ôm taxi ra nhà ga bến xe sân bay. Các bác cả tỉnh lên hết sức yên tâm rằng nếu không biết đường có thể gọi điện thoại cho em chỉ đường tận, làm sao mà đến tận nơi đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối, đi được cái đường nhanh nhất gần nhất mà không bị tắc đường. Giá là 20 triệu nha, sản phẩm bán ra luôn luôn bao check, và em sẽ có phích nhẹ cho các bác nào đến với em chân tình chân thành nhất. Đó là cái giá trị. Giá là 20 triệu hay còn gọi là 20.000k. Các bác mua đâu cũng mua thì các bác nên chọn những nơi mua bán lâu năm có thương hiệu uy tín, ở đó là đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Tránh tình trạng mua ở những cái shop mà những nơi mà là địa chỉ không rõ ràng, không công khai, không minh bạch. Ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chúng, những cái trang thương mại điện tử họ có cho thuê gian hàng ảo. Ở đó những đối tượng xấu họ lợi dụng, họ bán những đồ dởm, đồ giả, đồ nhái, bao gồm kính và đồng hồ rất nhiều, đặc biệt là đồng hồ đeo tay. Nên các bác hết sức chú ý về điều đó nhé. Mua bán chắc qua cái ác của những cái trang thương mại điện tử, số điện thoại lúc gọi được lúc không, địa chỉ không có, mà địa chỉ thì rất là mập mờ, địa chỉ chung chung. Cho nên đừng bao giờ mua những cái địa chỉ chung chung, địa chỉ không rõ ràng. Mình phải có địa chỉ cụ thể và địa chỉ lâu năm, và số điện thoại cũng phải là số điện thoại lâu năm. Đó, ở đó người ta mới đảm bảo tính pháp nhân pháp lý cho các bác được. Đó, giá là 20 triệu. Kim cương bọc vàng ở đầu chữ nhỏ, sản xuất giai đoạn 1950-1960. Cái này là chuôi ve nó xuống màu theo thời gian 5 tháng, nó ngả màu đấy. Rất là mới, rất là đẹp nhá. Vì về kênh của em thì một số bác có thắc mắc là sao kênh của chú là anh thấy là
chú bán nhiều đồ, tại sao mà lại lâu năm 5 năm rồi, tại sao mà thấy có 1.400, 1.500, em làm ở khách sạn thiên lương, không có live review, không thêm đơn vị thứ ba quảng cáo marketing, mình làm cách chân tình chân thành nhé. Nhưng một số nơi là cái đăng ký kênh vù lên đấy, đăng ký thuê đơn vị thứ ba quảng cáo, họ đẩy được like, được view, đẩy lượt cái lượt đăng ký theo dõi kênh lên rất là nhiều, rất là nhanh, mới một năm mà 7.000, 8.000, 9.000 người, mà năm rưỡi 2 năm lên 14, 15.000, thậm chí 16.000 người. Nhưng các bác để ý là số điện thoại là 11 số, đấy là sim khuyến mại sim giác, 10 số là 10 số đời mới. Đó, thậm chí những cái cơn, có một cái cơn giống hệt như này, có một đồng chí bảo là em mua 7 triệu, 8 triệu, đấy thì mà là đầy đầu, thì em nói rằng là không có ra đó, khẳng định luôn là không có ra đó. Thế bởi vì sao? Vì người ta mua bán là cho xe ôm đến xem ưng ưng lấy lính thôi, địa chỉ thì đều lung tung đấy, địa chỉ thì cậu bảo là lúc thì Quang Trung Hà Đông, lúc thì là Nguyễn Trãi Hà Đông, lúc thì Tô Hiệu trong hẹn, thì lúc thì chân tòa nhà này, chân tòa nhà này, chân chung cư nọ, chân chung cư kia, ở đó không đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Khuyến cáo mua bán là các bác nên đến tận nơi tận nhà, có làm sao bắt đền ăn vạ được, đó mới là cái giá trị các bác nhận được, để các bác đi trong nước hay ngoài nước. Đó là cái lời khuyên rất chân tình chân thành của em, bởi vì là em đã từng ra nước ngoài, lại đi mấy nước châu Âu là em biết rằng là như nào. Ngày xưa mà em đi nó còn vất vả hơn bây giờ, đến tận nơi mà ngày xưa đi giá đắt đỏ, bây giờ đi nó còn rẻ đấy. Kính cơm một quả này chúng nhỏ nhá, giá là 20 triệu, 20.000k, em sẽ có fix nhẹ cho bác nào mua bán đấy. Một số những cái trang mạng xã hội Facebook rất nhiều, và nhiều trang mạng xã hội khác nó lập những cái nick ảo bán địa chỉ không công khai, số điện thoại mập mờ không rõ ràng, các bác không nên mua bán ở chỗ đó. Các bác hãy chọn nơi mà mua bán thương hiệu lâu năm uy tín, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, bọn em có những cái người bán 20 năm, 30 năm, và thậm chí các bác để ý số điện thoại là toàn là số Vinaphone, số là số 10 số đời cũ ngày xưa nhé. Chẳng hạn như số điện thoại của em là hơn 20 năm, còn số anh bạn em là phải 25 năm, từ năm 96 đấy, thì anh ấy mua bán chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ xưa rất lâu năm, ba mấy năm. Thì các bác nên chọn những cái nơi có cái thương hiệu lâu năm uy tín như đó, nó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Các bác thì không mua được ở đây, người ta sẽ tư vấn cố vấn cho các bác chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa, các bác sau này bác mua đâu nó luôn luôn tự tin chiến thắng, đó mới là giá trị cực lớn. Thứ hai là vấn đề chuyển khoản, người ta có thể tư vấn cố vấn các bác là phòng chống hack tài khoản, hack dữ liệu và hack tài khoản, làm sao mình chuyển khoản được trong nước ngoài nước, đấy là cái giá trị có nhận được đấy. Còn những cái chỗ mà đã mua bán đồ dởm, đồ giả, đồ nhái, nó chỉ nhanh nhanh chóng lấy tiền các bác thôi đấy, mà nó có tư vấn thì nó qua loa chứ còn không có chuyên sâu rõ ràng đâu đấy. Mà khi phát hiện ra đồ dởm, đồ giả, đồ nhái thì nó sẽ là ủ tay quyền, nó là cái thành phần đối tượng xấu chuyên làm như thế đấy nhá, bao gồm hộp, kính, khăn, cái này là không có bao nhưng mà đấy là cái khăn của nó đấy, khăn lau kính đấy. Phiên của ngày hôm nay đây là kết thúc. Một lần nữa thì là các bác nào có yêu thích cái kênh kính cổ kính xưa thì bác ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới và ấn nút biểu tượng chuông, để mỗi khi em lên video hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn bíp bíp các bác rằng là em vừa mới lên video đấy, vì ngày nào hàng ngày mới lên video. Cái kính này là nó có giá là 20 triệu đúng không nhá. Là em xin ngắn gọn thôi. Tạm biệt các bác, hẹn gặp lại phía sau.